bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 461. Thiên đạo hiện thế, kim liên phủ đầy đất, toàn bộ nhân gian đều ở vào huyên ngang sinh cơ bên trong, trận này đại tạo hóa trọn vẹn kéo dài một tháng khiến cho không biết nhiều ít sinh linh khai linh trí khiến, cho không biết nhiều ít tu sĩ tu vi đột phá khiến cho không biết nhiều ít phàm nhân cảm ngộ đến thiên đạo, bước vào con đường tu tiên. Phương phủ tử đệ đồng dạng tại chân quý trận này cơ duyên, tại phương vọng sau khi hạ xuống. Toàn bộ phương phủ rất nhanh liền lâm vào trong an tĩnh, ngay sau đó là Nam Khâu Thành lại là Đại Tề nhân gian các nơi lần lượt an tĩnh lại đợi Kim Liên tiêu tán theo vũ trụ tinh không nhìn lại toàn bộ Huyền Tổ nhân gian ngầm hạ đến không giống trước đó như vậy ánh vàng lập loè Chu Tuyết từ từ mở mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc thiên đạo khó lường Chu Tuyết tự lẩm bẩm ngữ khí xen lẫn vẻ hưng phấn đi qua tháng này tu luyện nàng có thể xác định chính mình cũng không phải là ở vào trong ảo cảnh nàng xác thực trùng sinh chẳng qua là nàng không dám xác định chính mình có hay không trở lại quá khứ lấy nàng lịch duyệt nàng biết được thế giới song song tồn tại bất kỳ bên nào ủng có sinh linh thiên địa đều có thể sinh ra khác biệt mệnh số thế giới song song đó là bởi vì có can thiệp quá khứ tương lai lực lượng xuất hiện nàng rất tò mò vị này gọi phương vọng tộc nhân có lai lịch gì thế nào như thế nào đánh giá ta khai sáng thiên đạo phương vọng thanh âm theo chu tuyết sau lưng chuyển đến cả kinh chu tuyết liền vội vàng đứng lên nàng quay người nhìn về phía phương vọng mặt lộ vẻ cảnh giác, nàng vô ý thức mong muốn mở miệng hỏi thăm, Phương vọng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, một ngón tay treo ở trước mắt nàng. Chu Tuyết cả người định trụ, ánh mắt mất đi thần thái. Hai người liền đối mặt như vậy mặt đứng tại lẫn nhau trước mặt. Phương vọng nhìn chằm chằm Chu Tuyết, phát hiện mình rất lâu không có dạng này nhìn kỹ Chu Tuyết, hoặc là nói, vẫn luôn không có. Tại Phương vọng trong cuộc đời, Chu Tuyết làm bạn thời gian của hắn cũng không nhiều, nhưng bất tri bất giác, Chu Tuyết đã trở thành hắn người trọng yếu nhất. Loại cảm giác này rất vi diệu, nói là tình yêu, nhưng Phương Vọng lại cảm thấy giống như là đối thủ cạnh tranh, hắn liền là không muốn yếu tại Chu Tuyết. Phương Vọng không có nhiều cảm khái, rất nhanh hắn liền bắt đầu quan sát Chu Tuyết nhân quả. Hắn cảm thấy nhân quả là đối với sinh linh mà nói ảnh hưởng lớn nhất đại đạo. Chu Tuyết nhân quả cực kỳ phức tạp, cấp độ phong phú, có một loại nhân quả ẩn giấu đến cực sâu, này loại nhảy vọt nhân gian, nhảy vọt thời không. Phương Vọng mong muốn truy tung này loại nhân quả, lại phát hiện rất khó một khi liên quan đến một cái nào đó độ cao liền sẽ bị lực lượng vô hình ngăn cách hắn hoài nghi cái kia độ cao liền là thượng giới thời gian tốc độ cao chảy đi đợi hoàng hôn tiến đến chu tuyết ánh mắt khôi phục thần thái nàng không nữa như trước đó như vậy mờ mịt thay vào đó là thâm thúy con ngươi của nàng bên trong dần dần phản chiếu ra phương vọng thân ảnh ánh mắt của nàng cùng phương vọng đụng vào bốn mắt nhìn nhau nàng mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp mà phương vọng thì mặt lộ vẻ nụ cười hiện tại đã biết rõ sao phương vọng nhẹ giọng hỏi hắn vừa rồi đem mình cùng chu tuyết gặp nhau hết thảy trí nhớ truyền cho nàng để cho nàng hiểu rõ đến kiếp trước quan hệ với hắn hai người trung đụng trải qua cũng không nhiều cho nên trí nhớ không tính quá to lớn không đến ba canh giờ chu tuyết liền hoàn toàn tiếp nhận phảng phất đã trải qua một lần chu tuyết hít sâu một hơi nói nếu như không phải ngươi bày huyễn thuật ngươi ta xác thực quan hệ không ít phương vọng cười nói ta phải hiểu rõ hơn mới có thể bố trí như thế trí nhớ ngươi cảm thấy cái kia đoạn trong trí nhớ ngươi cùng ngươi khác biệt lớn sao chu tuyết không khỏi hỏi đã như vậy vậy là ngươi như thế nào thay đổi thời không cửu mệnh niết bàn kiếm quyết có thể từng nghe nói qua phương vọng hỏi chu tuyết nhíu mày lâm vào trong suy tư qua một hồi lâu nàng vừa rồi lắc đầu phương vọng cười nói tốt ngươi trước hưởng thụ thuộc về ngươi trùng sinh đi dứt lời hắn quay người rời đi một bước liền biến mất tại trong đình viện chu tuyết đứng tại chỗ như chặt đôi mi thanh tú vô pháp sẵn ra, nàng cần làm rõ rất nhiều thứ. Nhất là nàng báo thủ kế hoạch. Ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Chu Tuyết nói một mình, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng y miệng. Nàng bây giờ đã không phải là kiếp trước cường đại như vậy, cũng không thể xem nhẹ giác quan nhỏ yếu mà nói một mình. Đế hải, bằng bạc sương mù bao quanh đế mộ đảo, tòa đảo này tựa như một đầu lòng bàn tay hướng lên trên cự thủ. Đảo bên trong trong sơn cốc, Đế Hải Tam Tiên ngồi tĩnh tọa ở ba khối nham thạch to lớn bên trên, trong bọn hắn là một tòa nghèo túng trận pháp đài. Thời khắc này Đế Hải Tam Tiên giống như tại chớp mắt, riêng phần mình cúi đầu. Đột nhiên, một hồi gió lớn thổi tới, cả kinh ba người đồng thời ngẩng đầu, nhưng bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta ngủ hồ đồ rồi. Khả năng đi, cái gì cũng không có, ngủ tiếp đi, trong mộng nói không chừng còn có thể nhìn thấy vị kia thiên đạo tiên nhân. Đại Mộng Thiên Thu, lại mộng mộng đi chẳng biết lúc nào liền không thể mộng đế hải tam tiên đồng thời nói thầm lấy sau đó lần nữa cúi đầu cùng lúc đó một mảnh bên trong ảo cảnh vẫn như cũ là đế mộ đảo trong sương cốc cảnh tượng chỉ là không có sương mù tia sáng sáng ngời trên vách núi đá treo một đầu lông vàng hầu tử nó chừng to mắt nhìn về phía trên mặt đất một bóng người sau đó dùng một cái móng khác dụi mắt tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình đạo nhân ảnh kia chính là phương vọng tại sao là ngươi làm sao ngươi tới ta vì sao không có chút nào phát giác lông vàng hầu tử phát ra tăng thương thanh âm đó là hồng huyền đế thanh âm phương vọng hỏi ngươi nói xem ta là lần thứ mấy tới lông vàng hầu tử vô ý thức hồi đáp lần thứ chín vân vân làm sao ngươi biết ngươi không phải lần đầu tiên tới nó một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ đi theo theo vách núi rơi xuống nó một đường đi vào phương vọng bên cạnh vòng quanh hắn dùng sức xem phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu phương vọng trên mặt tươi cười chẳng qua là nụ cười của hắn có chút đạm mạc khiến cho lông vàng hầu tử không rét mà run phân ly ở thời không luân hồi bên ngoài ngươi có thể từ trên người ta thấy cái gì phương vọng hỏi lần nữa lông vàng hầu tử nghe xong lập tức trừng to mắt đi theo nhảy ra cùng hắn kéo dài khoảng cách chuyện gì xảy ra ta vì cái gì hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi ngươi đến tục cùng là ai lông vàng hầu tử hoảng sợ hỏi trên người lông khỉ cũng vì đó nổ tung phương vọng không trả lời mà hỏi lại Hồng huyên Đế, ngươi đại náo qua thượng giới, có thể cùng cửu diện thần la, nộ thế thần la giao thủ qua. Lông vàng hầu tử nghe vậy, biểu lộ lập tức âm trầm xuống, nó toàn bộ khỉ thân đi theo tản mát ra kinh dị đáng sợ khí tức, liền ánh mắt đều biến đến nguy hiểm. Nó gắt gao nhìn chằm chằm phương vọng, toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động. Phương vọng mặt không chút thay đổi nói, ta cùng bọn hắn đồng dạng là cừu địch, nhưng nếu là ngươi muốn làm loạn, ta cũng sẽ không khách khí. Tiếng nói vừa ra, này mảnh huyễn cảnh trong nháy mắt biến hóa lập tức biến thành một mảnh tối tăm hoàn cảnh phương xa ánh lửa chập chờn trên trời lôi minh đan sen phương vọng cùng lông vàng hầu tử hiện thân tại một biển mây phía trên tại lông vàng hầu tử phía sau là một mảnh bát ngát biển mây dãy cung điện đang thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa mênh mông vô bờ cái này là ngươi sợ hãi nhất sự tình phương vọng nhìn chung quanh bốn phía lên tiếng hỏi lông vàng hầu tử không quay đầu lại nó chăm chú nhìn phương vọng gần từng chữ một cửu mệnh niết bàn kiếm quyết bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 462. Làm lông vàng hầu tử phun ra cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết này sáu cái chữ, phương vọng cũng không có thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nó. Lông vàng hầu tử nói theo, không đúng, cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết không có đáng sợ như vậy, ta đối với ngươi nhân quả không có chút nào phát giác, chẳng lẽ là thần đài quá khứ đại pháp. Phương vọng hỏi, ngươi từ đâu nhân thân bên trên được chứng kiến cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết? sau lưng đầy trời ánh lửa khiến cho lông vàng hầu tử vẻ mặt thoạt nhìn càng thêm âm trầm trong mắt của nó lập loè vẻ cừu hận nó cắn răng nói tự nhiên được chứng kiến hiện thời thiên đế liền sẽ hắn cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết càng là diễn hóa xuất thần thông thiên đế cũng sẽ như thế phương vọng không tưởng tượng được cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết chính là hứa ngôn cho hắn sau đó giải được hứa ngôn là theo cô mệnh lão nhân trong tay đoạt được không chỉ là hứa ngôn kiếp trước của hắn đã từng từ trên người cô mệnh lão nhân đạt được cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết Phương Vọng đã từng tìm cơ hội hỏi tham qua cô mệnh lão nhân, bất quá cô mệnh lão nhân thất lạc rất nhiều trí nhớ, dùng hắn tới nói, cái này là đi quá giới hạn nhân quả, vận mệnh đại giới. Bây giờ xem ra cửu mệnh niết bàn kiếm quyết còn có càng lớn nhân quả. Nghe nói thiên đế cũng nắm giữ lấy cửu mệnh niết bàn kiếm quyết, Phương Vọng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều khả năng, thậm chí là âm mưu luận. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn không cảm thấy thiên đế tại tính toán lấy cái gì, nắm giữ lấy đại viên mãn cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết hắn có thể thấy mặt khác giống nhau xuyên qua nhân quả nói cách khác những người khác sử dụng cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết xuyên qua hắn là có thể thấy còn sót lại ở nhân gia nhân quả đây là đại viên mãn tạo nghệ mà lại này nhân quả vô pháp xóa đi ngoại trừ thiên đế nhưng còn có người sẽ cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết phương vọng truy vấn lông vàng hầu tử lắc đầu nói ta đây cũng không biết nó chừng to mắt cắn răng nói ngươi đến tục cùng muốn làm gì phương vọng trong mắt lóe lên một tia hàn mang phiến thiên địa này bỗng nhiên biến hóa khôi phục lại như trước sơn cốc cảnh tượng lông vàng hầu tử lập tức thở dài một hơi nhịn không được hỏi vừa rồi thần thông là lai lịch ra sao vì sao có thể trực diện ta nội tâm kinh khủng phương vọng không có dấu giếm nói ra thần thông tên thập bát tầng a tị địa ngục nói đến thập bát tầng a tị địa ngục lai lịch cũng thập phần thần bí là một phương nhân gian một vị lão giả thần bí cho hắn nay thần thông diệu dụng vô tận đã trở thành hắn thông thường chiến đấu thủ đoạn, mặc dù đối thủ có thể phá giải, hắn cũng có thể dựa vào này thần thông chế tạo cơ hội. Long vàng hầu tử cẩn thận suy nghĩ một chút, cái gì cũng nghĩ không thông. Ngươi muốn hướng tiên đình báo thù sao? Phương vọng nhìn chằm chằm Long vàng hầu tử hỏi ra vấn đề này. Long vàng hầu tử yên lặng. Phương vọng cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của nó. Kiếp trước, Hồng Huyên đế mặc dù mượn xác trùng sinh, nhưng vô pháp phát huy ra đại đế thực lực này có lẽ cùng hắn bản tôn trục xuất trạng thái có quan hệ hắn chỉ có thể tìm tới khôi lỗi vô pháp tự mình hành tẩu nhân gian cái này cũng liền mang ý nghĩa hồng huyền đế vô pháp tự mình báo thủ sơn cốc lâm vào trong yên tĩnh dù cho là huyễn cảnh cũng có gió mát thổi trong cốc hoa cỏ giống như thế giới chân thật rất lâu lông vàng hầu tử phun ra một chữ tốt phương vọng trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tinh không vạn lý bạch hạc cùng bay đại địa sông núi ở giữa có một chỗ hồ lớn theo chỗ cao nhìn lại tựa như một thanh bảo kiếm khảm nạm tại sông núi ở giữa nơi này chính là kiếm thiên trạch trên mặt hồ hiện ra mỏng manh linh vụ bên hồ một chỗ cầu gỗ bên trên đứng đấy một tên tóc trắng tóc trắng lão giả hắn thoạt nhìn như vậy xuất trần giống như nhân gian tiên nhân hắn hai tay thả lỏng sau thắt lưng tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn kỹ lại hai con mắt của hắn bên trong lơ lửng hai đạo kiếm ảnh thiên đạo như thế nào thiên tri đạo kiếm thánh tự lẩm bẩm từ hắn theo phía nam hải dương trở về trở lại hắn cố thổ đại tề hắn chính là này đại tề thiên hạ tu sĩ mạnh nhất có thể thiên đạo phương vọng hoành không xuất thế kinh thiên động địa phá vỡ hắn nhận biết nguyên đế nhân gian thật có tiên nhân thiên đạo sinh ra làm hắn cảm ngộ cực lớn nguyên bản đã lâm vào bình cảnh kiếm đạo lại bắt đầu thấy hy vọng cái này khiến hắn hết sức hưng phấn hắn không thèm để ý mạnh yếu chỉ để ý kiếm đạo bản thân khi hắn vô pháp trên kiếm đạo tiến hành vào tay tiến bộ về sau hắn liền trở lại cố thổ chuẩn bị tìm kiếm thích hợp truyền thừa, sau đó thuận theo thiên mệnh. Thiên đạo chính là thiên địa chi đạo. Một thanh âm theo kiếm thánh sau lưng truyền đến, cả kinh kiếm thánh quay người nhìn lại, chỉ thấy Phương Vọng đứng tại cầu gỗ bên trên, cùng hắn cách xa nhau bảy bước. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, kiếm thánh ánh mắt theo kinh ngạc rất nhanh liền chuyển biến làm bình tĩnh. Kiếm thánh chậm rãi phun ra bốn chữ: Thiên địa kiếm ý. Phương Vọng cười nói: Kỳ thật ta thiên đạo nguồn gốc từ ngươi thiên địa kiếm ý, ngươi thiên địa kiếm ý chính là đi thiên địa chi đạo hắn tận lực tản mát ra một tia thiên địa kiếm ý kiếm lệnh thánh cảm nhận được. Kiếm thánh không có chấn kinh, mà là dùng một loại giọng kỳ quái hỏi, ngươi đến từ tương lai. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không chỉ nắm giữ ta thiên địa kiếm ý, ngươi thiên địa kiếm ý bên trong còn có ta một tia kiếm ý, mà lại ta cũng tính hành tẩu qua thiên hạ, chưa từng nghe tới danh hảo của ngươi. Càng chưa từng gặp qua ngươi đưa tới thiên địa dị tượng, thậm chí nhớ lại những truyền thuyết kia, từ xưa đến nay đều chưa từng có như vậy thiên địa dị tượng. Kiếm Thánh nói xong nói xong, ngữ khí biến đến chắc chắn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Xem ra ta trở về chuyến này là thành công, ta đem hào không tiếc núi nghênh đón thiên mệnh." Nhìn xem vị này cả đời thi hành không sát sinh kiếm thánh, Phương Vọng trong lòng khó được tràn ngập cảm khái. Phương Vọng có vài vị sư phụ, Thái Uyên môn Dương Nguyên Tử bao che cho con, Kiếm Thánh truyền cho hắn kiếm đạo, Hàng Long đại thánh truyền cho hắn chân công, hắn đối kiếm thánh là tối vi khâm phục. Có vài người tu vi không cao, không có danh chấn thiên hạ, nhưng lại có mạnh hơn đế thành ý chí. Phương vọng cho rằng kiếm thánh liền là như vậy người. Kiếm thánh có thể cấp tốc đánh giá ra hắn tới từ tương lai, cái này khiến Phương vọng đối với hắn càng thêm kính nể. Sư phụ có thể hay không ở đây luận đạo? Phương vọng cười nói, một tiếng sư phụ xem như thừa nhận kiếm thánh suy đoán. Kiếm thánh nghe vậy đồng dạng lộ ra nụ cười, đưa tay hướng bên cạnh một chiêu, Phương vọng cùng đi theo đến bên cạnh hắn, hai sư đồ đồng thời kéo lên vạt áo, sóng vai tĩnh tọa. Phương Vọng trước tiên nói từ bản thân thiên địa kiếm ý, tu luyện hơn 270 vạn năm hắn mặc dù không có một mực nghiên cứu kiếm đạo. Có thể kiếm đạo của hắn tuyệt không phải tu luyện mấy trăm năm kiếm thánh có thể so sánh. Kiếm thánh rất nhanh liền yên lặng trong đó. Đang giảng đạo quá trình bên trong, Phương Vọng cũng tại cảm thụ kiếm thánh kiếm ý. Kiếm thánh kiếm ý vượt qua cảnh giới của hắn, Phương Vọng rất nhanh liền hiểu rõ kiếm thánh vì sao có thể quét ngang cùng cảnh giới. Kiếm thánh kiếm ý là cảm nhận được thiên địa quy tắc sáng tạo cái này rất khủng bố. Thiên địa càn khôn mới có thể cảm thụ thiên địa quy tắc, mà kiếm thánh khoảng cách thiên địa càn khôn kém mấy cái đại cảnh giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kiếm thánh ngộ tính là phương vọng gặp qua mạnh nhất. Sau hai canh giờ, đợi phương vọng kể xong, kiếm thánh hít sâu một hơi, nói, ghê gớm thiên địa kiếm ý, ngươi đã hoàn toàn siêu việt ta, ngươi thiên địa kiếm ý nên bao dung càng nhiều. Bao dung càng nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, chỉ cần có thiên, thiên địa kiếm ý là có thể vô hạn tăng lên, Sáng tạo, chuẩn xác mà nói là thiên đạo, ngươi đã không cực hạn tại kiếm đạo, ngươi muốn bao dung tất cả thiên, hóa thành ngươi chính mình đạo. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 463, bao dung tất cả thiên, hóa vì mình đạo. Phương vọng tự lẩm bẩm, tái diễn kiếm thánh, trong lòng của hắn như có minh ngộ. Kiếm thánh không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn về phía mặt hồ, nói: "Thiên tức là đạo, tức là nói vạn vật cũng có thể thành đạo." ngươi có biết ta đối thiên địa kiếm ý bước kế tiếp suy nghĩ là cái gì phương vọng dương mắt hỏi thỉnh sư phụ dạy bảo mặc dù trọng sinh sau hai người thực lực sai biệt đã phát sinh to lớn thay đổi phương vọng một cái ý niệm trong đầu liền có thể gạt bỏ kiếm thánh nhưng hắn vẫn là hết sức tôn kính kiếm thánh này thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành kiếm ý của ta ta liền suy nghĩ như thế nào còn có thể càng nhiều tại ta không thể thành tiên tình huống dưới ta tất cả những gì chứng kiến chính là ta có thể trưởng khống hết thảy tựa như này mảnh hồ coi ta không thể lúc rời đi ta muốn nó biến đến càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể đạt được quá khứ của nó, đạt được tương lai của nó. Kiếm Thánh nghiêm túc nói, chính hắn cũng đang tự hỏi của mình kiếm đạo. Thiên đạo sinh ra, tràn đầy kim liên, mang cho vạn vật phúc duyên, hắn cũng có đại thu hoạch, nguyên bản đã tĩnh lặng lòng cầu đạo lần nữa hừng hực. Hắn lệnh Phương Vọng nhãn tình sáng lên. Đến đến quá khứ, tương lai. Phương Vọng đột nhiên cảm thấy chính mình trùng sinh hẳn là có càng lớn ý nghĩa mà cũng không đơn thuần mạnh lên báo thủ. Hắn có thể trùng sinh, tự nhiên cũng có những người khác trùng sinh, mặc dù những người khác trùng sinh không bằng hắn. Đều trong mắt hắn, nhưng hắn nhất định có thể bảo chứng không có áp đảo cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết trùng sinh chi pháp. Hắn không thể. Hắn có thể trùng sinh, càng sớm hơn báo thủ cửu địch, sau này cửu địch chẳng lẽ liền sẽ không như vậy đối với hắn. Hắn đến nhảy ra quá khứ, hiện tại, tương lai, đây mới thật sự là vô câu vô thúc. Phương Vọng mở miệng hỏi, quá khứ, tương lai như thế nào tìm kiếm kiếm thánh lắc đầu nói ta không biết nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ biết ngươi đã đạp vào con đường này phương vọng nghe nói như thế không khỏi nhắm mắt lại lúc này đằng sau đi tới một người rõ ràng là kiếm thánh trước mắt độc môn đệ tử tùng kính uyên hắn cũng là phương vọng người thân cận nhất một trong kiếp trước đem cuộc đời của mình dâng hiến cho phương vọng tùng kính uyên thấy phương vọng lập tức sửng sốt hắn không khỏi hỏi sư phụ hắn là ai hắn biết kiếm thánh trở về là muốn tìm truyền nhân, đây cũng là tâm bệnh của hắn. Tư chất không đủ vô pháp kế thừa sư phụ toàn bộ y bát làm hắn hết sức hổ thẹn, hổ thẹn đồng thời hắn cũng hết sức lo lắng, sợ hãi có người thay thế hắn. Kiếm thánh mở miệng nói, một vị cố nhân, trong khoảng thời gian này, ngươi chớ quấy rầy chúng ta. Tùng kính uyên nghe xong, vẻ mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Hắn nhìn ra được phương vọng rất trẻ trung, thậm chí so với hắn còn trẻ. Ở kiếp trước, Tùng kính uyên bị phương vọng hạ gục về sau, liên từng lâm vào tự bế bên trong hoài nghi nhân sinh mãi đến kiếm thánh qua đời hắn mới buông xuống tạp niệm trong lòng bắt đầu chuyên tâm phụ trợ phương vọng phương vọng cảm thấy tùng kính uyên này cả đời càng giống là vì kiếm thánh mà sống hắn bảo vệ không phải phương vọng mà là trở thành cái thứ hai kiếm thánh phương vọng không có việc gì khiến cho hắn lưu lại ta xem hắn thiên tư bất phàm không sớm thì muộn trên kiếm đạo lấy được chắc tuyệt thành tựu phương vọng thanh âm đi theo vang lên lời vừa nói ra Tung Kính Uyên sắc mặt trong nháy mắt khôi phục, thậm chí cười đến hết sức hưng phấn. Kiếm Thánh Lường Phương Vọng liếc mắt, trên mặt đi theo lộ ra nụ cười vui mừng, thế là mở miệng nói: "Đã như vậy, ngươi an vị tại chúng ta đằng sau, nghiêm túc nghe đạo." "Đa tạ sư phụ, đa tạ tiền bối." Tung Kính Uyên liền vội khom lưng hành lễ, cái này hắn đã không lo được Phương Vọng rất trẻ trung, có thể cùng sư phụ ngồi ngang hàng, còn có thể nhường sư phụ thuận theo, tất nhiên tu vi rất cao, tuyệt không phải hắn có thể so sánh đợi tùng kính uyên sau khi ngồi xuống phương vọng cùng kiếm thánh tiếp tục luận đạo kiếm thánh cũng bắt đầu nhắm mắt mặt trời lặn mặt trăng lên một ngày ngày đi qua phương vọng cùng kiếm thánh ngày đêm chẳng phân biệt được một mực luận đạo tùng kính uyên đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế hơn nửa tháng thời gian thoáng qua mà đi một ngày này kiếm thánh mở mắt hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh phương vọng đã đứng lên đang nhìn mặt hồ không biết nghĩ cái gì tùng kính uyên nhắm mắt lại cau mày tựa hồ gặp bình cảnh ngươi từ tương lai tới, hẳn là có phiền toái à? Kiếm thánh mở miệng hỏi. Phương vọng hồi đáp, vốn là vì báo thù, hiện tại có lẽ có càng lớn ý nghĩa. Kiếm thánh đi theo đem tầm mắt xê dịch về mặt hồ, nói, nhân sinh xác thực không thể bị cứu hận chủ đạo, tu hành càng là như vậy, nhất tâm hướng đạo, muôn vàn khó khăn đều mở. Hắn đứng dậy, tay phải hướng mặt hồ vung lên, trong chốc lát, trên mặt hồ ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh, thoạt nhìn đều giống như đúc, hiện lên hơi mờ chi sắc dùng phương vọng đạo hạnh có thể nhìn ra này chút kiếm ảnh chỗ khác biệt có một ít tiêm nhiễm lấy khác biệt nhân quả kiếm ảnh tựa hồ đến từ quá khứ cùng tương lai một màn này lệnh phương vọng hơi kinh ngạc hắn biết kiếm thánh ngộ tính cực cao không nghĩ tới cao đến trình độ như vậy nếu như kiếp trước kiếm thánh có cao nhân chỉ bảo có lẽ liền sẽ không nên đón đại nạn nam khung chi hải vẫn là quá nhỏ phương vọng bắt đầu chờ mong ở kiếp này kiếm thánh nếu hắn đã trùng sinh hắn cũng không muốn làm từng bước trừ mình ra mạnh lên hắn cũng muốn nhiều người bên cạnh thờ phụng chính mình người trôi qua càng tốt hơn ta chuẩn bị sáng lập đạo thống đến lúc đó sư phụ cũng gia nhập đi phương vọng mở miệng nói sau đó nói xuất từ mình đối vọng đạo suy nghĩ cùng triển vọng kiếm thánh nghiêm túc nghe trên mặt của hắn dần dần lộ ra nụ cười thỉnh thoảng công nhận gật đầu không biết đi qua bao lâu tùng kính uyên cuối cùng tỉnh lại ánh vào hắn tầm mắt chỉ có kiếm thánh bóng lưng hắn nhìn về phía chung quanh đã không nhìn thấy phương vọng thân ảnh sư phụ lúc trước vị tiền bối kia là tùng kính uyên thận trọng hỏi hắn đối phương vọng tràn ngập kính trọng hắn lần thứ nhất có tuyệt vời như vậy ngộ đạo trạng thái trong lòng hắn phương vọng tuyệt đối là áp đảo kiếm thánh siêu nhiên cường giả kiếm thánh hồi đáp hắn chính là sáng lập thiên đạo phương vọng thiên đạo phương vọng tùng kính uyên chấn kinh miệng vô ý thức kéo ra lúc trước hắn có thể là ngay kiếm thánh đánh giá qua cái kia thiên đạo sợ là không kém hơn trong thần thoại đại thánh chi đạo sáng lập thiên đạo phương vọng tuyệt đối là nhân gian tiên nhân hắn vậy mà đến dạng này đại năng chỉ bảo điều này làm hắn cảm giác thân ở trong mộng cảnh cùng lúc đó phương vọng đã trở lại phương phủ bắt đầu chuyên tâm ngộ đạo tại trong những ngày kế tiếp chu tuyết như là kiếp trước bình thường bắt đầu dẫn đầu phương ra đệ tử trẻ tuổi tiến đến tầm tiên phóng đạo phương vọng thì không người dám quấy dày bởi vì hắn tại tất cả mọi người trong lòng đã là tiên nhân tiên phàm khác nhau phương vọng ngồi tĩnh tọa ở đình viện dưới cây già ngửa đầu nhìn xem nhánh cây, cả người như là một loại pho tượng, không nhúc nhích. Ngày đêm thay đổi, mỗi năm đi qua. Thỉnh thoảng có gia đình đi ngang qua viện này, phương vọng dưới tàng cây ngộ đạo truyền ngôn cấp tốc truyền ra. Sau này phương mãnh cũng không nhịn được tới quan sát, hắn xem trong chốc lát liền nhường gia đình chấn giữ viện này, không cho phép bất luận cái gì người quấy dày. Mười năm thoáng qua tức thì. Phương phủ tiên nhân tại dưới cây xem lá sự tích đã vang danh thiên hạ, thành vì nhân gian truyền thuyết. Mãi đến một ngày, một mảnh khô héo lá rụng bay xuống, theo phương vọng trước mắt lướt qua khiến cho hắn ánh mắt sinh ra biến hóa. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 464. Nhìn xem cái kia mảnh lá rụng rơi xuống đất, phương vọng đạo tâm cũng sinh ra gợn sóng, trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn đối thiên đạo huyền tiên bên trên cảnh giới cuối cùng có đại khái suy nghĩ. Chúng sinh trước đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này tiến triển sẽ nhanh như vậy, cùng kiếm thánh luận đạo. Có thể so với hắn trùng sinh xuyên qua thời không cảm thụ bốn lớn quy tắc chi lực cảm ngộ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, đồng thời hắn đối kiếm thánh có càng nhiều mong đợi hơn. Ở kiếp này, có hắn thiên đạo tương trợ, kiếm thánh tất nhiên đi được càng xa. Phương Vọng đã đem thiên đạo vạn pháp kinh truyền thụ cho kiếm thánh, còn lại liền giao cho kiếm thánh đi nỗ lực. Sống lại một đời, Phương Vọng nhưng không có kiên nhẫn lại đi một lần kiếp trước con đường, hắn muốn trực tiếp ngộ đạo. Tốc độ cao mạnh lên, tranh thủ thiên môn mở ra trước liền có được bỏ qua tiên đình lực lượng. Phương vọng bắt đầu vận công, một bên suy nghĩ cảnh giới càng cao hơn, một bên cảm thụ giữa thiên địa tầng thứ cao hơn quy tắc chi lực, đại đạo lực lượng. Duy Mỹ trên biển mây, một tòa thật to kim bia đứng sừng sững lấy, kim bia tiền chạm lấy một tên tóc trắng lão tiên, hắn cho mày, không ngừng bấm ngón tay thôi diễn. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kim trên tấm bia lít nha lít nhít phù văn đang ở di chuyển nhanh chóng, lộ ra toàn bộ kim bia đều giống như đang vặn vẹo khiến cho người hoa cả mắt. Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ như thế nào loạn đến trình độ như vậy? Tóc trắng lão tiên tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập bất ổn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế tình huống. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, chính là từng muốn tìm Hồng Trần hợp tác Phúc Lộc Tiên Quân. Phúc Lộc Tiên Quân đứng tại tóc trắng lão tiên sau lưng, ánh mắt của hắn nhìn về phía kim bia, lông mày đồng dạng gấp khóa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được tóc trắng lão tiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phúc lộc tiên quân, lúc này đưa tay hành lễ, mở miệng hỏi. Xin hỏi tiên quân, ngươi có thể có thể hiểu thấu đáo biến hóa này. Phúc lộc tiên quân hít sâu một hơi, nói, cửu mệnh niết bàn kiếm quyết, cuối cùng có người đem này bí pháp luyện đến đại thành, hơn nữa còn đi tới lần thứ 9 cực cảnh. Cửu mệnh niết bàn kiếm quyết, đó không phải là bệ hạ thần thông, chẳng lẽ bệ hạ trùng sinh rồi. Tóc trắng lão tiên kinh ngạc hỏi. Phúc lộc tiên quân lắc đầu, nói, cũng không phải bệ hạ cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết cũng là đến người truyền thụ trong tam giới một mực có một vị thần bí tồn tại tại bốn phía truyền thụ cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết dẫn đến không ngừng có người trùng sinh nhân gian mệnh số biến đến càng phát ra phức tạp thậm chí xuất hiện rất nhiều tiên giới đại năng hạ phàm trùng sinh lịch luyện tình huống nhưng cửu mệnh nếp bàn kiếm quyết trùng sinh có dấu vết mà lần theo một khi trùng sinh tu vi liền sẽ khởi động lại đây đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói là cực kỳ mạo hiểm lựa chọn nhưng cái này người khác biệt người này trùng sinh vô pháp thôi diễn, vô pháp bắt, sợ là liền bệ hạ đều không có đi đến như vậy tạo nghệ, mà lại bệ hạ mới trùng sinh 5 lần, đã tới đỉnh phong, sẽ không lại trùng sinh, trùng sinh tai hại quá nhiều, chỉ thích hợp tai kiếp khó thoát tình cảnh. Tóc trắng lão tiên yên lặng. Phúc Lộc Tiên Quân cảm khái nói, cái này người sợ là có thể ảnh hưởng đến cái kia hư vô mờ mịt đại đạo, hắn trùng sinh, tất nhiên là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân. 89 phần 10 là cừu hận, lần này tốt, tiên giới kiếp số muốn tới, chỉ hy vọng này cái cọc cừu hận cũng không phải là bởi vì tiên đình mà lên. Tóc trắng lão tiên lúc này hành lễ, nói, ta phải đi gặp bệ hạ. Dứt lời, hắn hư không tiêu thất tại tại chỗ. Phúc lộc tiên quân thì tiến lên năm bước, tiếp tục nhìn chằm chằm kim bia, tự lẩm bẩm Tuyệt đế, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Xuân đi thu đến, lại là 20 năm thời gian đi qua. Một ngày này, cố thiên hùng đi vào kiếm thiên trạch, hắn đứng ở bên hồ, nhìn phía nam hùng vĩ dãy núi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc tán thán chi sắc. Kiếm thiên trạch bên trong đã có rất nhiều tu sĩ dừng lại, rất nhiều người đều giống như hắn đang nhìn phương xa dãy núi. Vị huynh đài này, ngươi cũng là lần đầu tiên tới kiếm thiên trạch sao. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang cố thiên hùng suy nghĩ. Cố thiên hùng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đến một vị tướng mạo tuấn giật đến cực điểm nam tu sĩ, dù cho là vào nam ra bắc hắn cũng bị mặt của đối phương tướng, khi chất kinh diễm đến. Thế gian lại có như thế nam nhi? Chính là phương vọng. Cố Thiên Hùng cười hồi đáp, không sai, thời gian trước, ta liền ngưỡng mộ kiếm thánh, nghĩ đến xem, bây giờ kiếm thánh cùng tiên nhân phương vọng chung sáng tạo vọng đạo. Còn muốn tại kiếm thiên trạch tu kiến cô Luân, ta tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Phương vọng trên mặt đồng dạng treo nụ cười, bắt đầu cùng Cố Thiên Hùng nói chuyện phiếm. Không chỉ là Cố Thiên Hùng đến đây, còn có tu sĩ khác mộ danh tới, cùng kiếp trước so sánh. Thời kỳ này kiếm thiên trạch biến đến càng thêm náo nhiệt, mà lại vùng này linh khí cực kỳ dồi dào, đã là đại tề tu tiên giới số 1. Ngắn ngủi 20 năm, Cô Luân đã tương đương với kiếp trước tu kiến 200 năm độ cao, ngoại trừ thiên công giáo hành động, Phương Vọng cũng sẽ dùng phân thân trợ giúp bọn hắn tu kiến Cô Luân. Phương Vọng mục tiêu là tại trong vòng 300 năm xây thành hắn mong muốn Cô Luân. Nương tựa theo hắn thiên đạo tiên nhân thân phận, rất nhiều chuyện đều không cần tốn nhiều miệng lưỡi, tựa như hắn tìm thiên công giáo. Thiên công giáo trực tiếp đáp ứng, kiếp trước chẳng qua là kiều thị nhất tộc nguyện ý trả giá, lần này là toàn bộ thiên công giáo đều nguyện ý dốc sức tương trợ. Phương Vọng còn tìm được Hồng Trần, độc cô vấn hồn, Vọng Đạo mặc dù còn chưa trắng trợ nhận người, nhưng cơ sở hệ thống đã thành lập tốt. Đến mức Chu Tuyết, nàng vẫn như cũ thành lập Kim Tiêu giáo, nhưng cùng kiếp trước khác biệt, Kim Tiêu giáo rất điệu thấp, Chu Tuyết tựa hồ có mới kế hoạch, chẳng qua là Phương Vọng chưa từng có hỏi. Phương Vọng cùng Cố Thiên Hùng chẳng qua là hàn huyên vài câu liền kéo gần lại quan hệ, cùng kiếp trước một dạng, Cố Thiên Hùng càng thổi càng lợi hại, thậm chí trò chuyện lên đủ loại phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Làm phương vọng sau lưng toát ra một đầu thanh xà lúc, hắn còn nói từ bản thân một cái nào đó bạn thân như thế nào chơi rắn, dẫn đến tiểu tử nghĩ giết hắn. Sau nửa canh giờ, phương vọng xuất hiện tại cô luân nhất đoạn trên dãy núi, hắn đứng tại bên vách núi, ngưng tụ ra thiên cung kích, ngay sau đó, thiên cung kích bên trên màu tím long văn xuất hiện, ngưng tụ thành tiểu tử bộ dáng. Tiểu tử nhịn không được chửi bậy nói, gia hỏa này vẫn là như vậy không đứng đắn, công tử, ngươi liền nhất định phải tìm hắn sao. Phương vọng trên vai thanh xà đi theo gật đầu. Hiện tại có hai cái tiểu tử. Kiếp trước tiểu tử bởi vì bám vào tại thiên cung kích bên trên, vậy mà đi theo phương vọng trùng sinh, mà thanh xà thì là phương vọng đi đại thánh động thiên mang về. Hai cái tiểu tử còn ồn ào qua một phiên, cuối cùng tiểu tử nương tựa theo chân long chi thân hàng phục thanh xà tiểu tử. Ta đây vì cái gì không phải muốn tìm ngươi. Phương vọng hỏi ngược một câu, tiểu tử lập tức ngậm miệng không trả lời được đi đại thánh động thiên tìm ở kiếp này tiểu tử là chân long tiểu tử thỉnh cầu phương vọng không tiếp tục để ý nó mặt hướng phương xa đại dương mênh mông bắt đầu tĩnh tọa hắn chuẩn bị sáng tạo cảnh giới cao hơn tiểu tử thì nhìn về phía thanh xà nói về sau ngươi gọi tử linh thanh xà ngẹo đầu hỏi vì cái gì không có vì cái gì ngươi không muốn cái tên này về sau liền không có hóa long cơ duyên đừng vậy ta gọi tử linh một long một rắn sau lưng phương vọng trò chuyện thừa dịp phương vọng tại tu luyện tiểu tử cũng bắt đầu dạy bảo tử linh tu luyện mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 465. thần bí mà tối tăm trong đại điện thiết thiên thánh giáo giáo chủ ôn lễ ngồi tại bảo tọa bên trên vẻ mặt âm trầm trong cặp mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ ở trước mặt hắn có một đoàn khói đen phun trào bên trong hiện ra một con mắt vì cái gì ngươi không phải muốn phục sinh sao vì sao đột nhiên ngăn cản ta ôn lễ trầm giọng hỏi trong hắc khí truyền ra một thanh âm tình huống biến hàng long đại lục không thích hợp chúng ta làm việc vị kia sáng lập thiên đạo tồn tại không đơn giản hắn thiên đạo không thua gì thánh đạo đế đạo tu vi của hắn càng là khó mà ước lượng chính là thiên mục đại thánh ôn lễ sắc mặt âm tình biến hóa hai tay nắm thật chặt lan can thiên mục đại thánh buồn bã nói ta kiến nghị ngươi tự mình đi tới cô luân đi tìm hiểu tình huống Thiên đạo đến tột cùng là như thế nào nói, hắn lại đến tột cùng là như thế nào người. Ôn Lễ nỗ lực bình phục cảm xúc, mặc dù không cam tâm, nhưng hắn xác thực cũng không dám lỗ mãng hành động. Thiên đạo phương vọng. Ôn Lễ tự lẩm bẩm, tựa hồ mong muốn đem cái tên này khắc vào đáy lòng của mình. Cô Luân một ngày so một ngày cao, Thiên Công giáo dùng sức lực toàn giáo phái tương trợ, còn có đại dụ thần chiều cùng với Phương Vọng phân thân nhóm hỗ trợ, hắn tu kiến, Đông Công Hoàng vẫn còn trạng thái đỉnh phong, còn có thể sống thêm mấy trăm năm nếu là không giúp phương vọng diệt tuyệt thánh tộc thậm chí sống đến thiên môn mở rộng đều có thể tốc độ vượt xa kiếp trước ở kiếp này tình huống cùng tiền thế hoàn toàn khác biệt phương vọng lợi dụng huyền nguyên thần biến sáng tạo mấy chục vị phân thân đi tiếp xúc kiếp trước bên người người hắn không có nói rõ lý do chính mình là trùng sinh dùng hắn thiên đạo tiên nhân thân phận chỉ bảo bạn cũ nhóm tu luyện rất dễ dàng thành lập quan hệ tốt đẹp mà hắn bản tôn cũng không có lại đi kiếp trước con đường mà là một mực đợi tại côn luân ngộ đạo Xuân đi thu đến, thoáng chớp mắt, Phương Vọng đã bước qua 70 tuổi cánh cửa. Vọng đạo chính thức bắt đầu chiêu thu đệ tử khiến cho kiếm thiên trạch kín người hết chỗ, toàn bộ hàng long đại lục đều trở nên náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, giáo phái tràn vào hàng long đại lục, đe xuống bản thổ giáo phái không gian sinh tồn. Có người thừa cơ làm loạn, bị vọng đạo đệ tử chu diệt, còn có giáo phái tùy ý làm bệnh, bị vọng đạo thần tông trấn áp. Đến tận đây, hàng long đại lục thiên hạ Thái Bình. Kiếm thiên trạch, ven hồ một tên nam tử áo đen đi đến bên hồ nhìn trên mặt hồ đứng thẳng từng người từng người kiếm tu thần sắc của hắn phức tạp hắn chính là thiết thiên thánh giáo giáo chủ ôn lễ côn luân ôn lễ tự lẩm bẩm ngữ khí mang theo đạo không rõ nói không rõ ý vị đạo hữu cũng muốn gia nhập vọng đạo bên cạnh truyền đến một thanh âm chỉ thấy một tên ăn mặc lộng lẫy hoàng y nam tử dạo bước tới chính là lục viễn quân đến từ thái uyên môn lần thứ nhất thiên tài ôn lễ lường lục viễn quân liếc mắt không có phản ứng Liên ngưng thần cảnh đều không có đạt tới mặt hàng, hắn căn bản không thèm để ý. Lục Viễn Quân cũng không để ý hắn lãnh đạm, đi tới, nhiệt tình nói: "Bây giờ vọng đạo vừa lập, chỉ có Huyền Tông, Thần Tông, Phật Tông, Kiếm Tông, ta xem đạo hữu khí chất bất phàm, gì không gia nhập chúng ta Huyền Tông, Huyền Tông đạo tông chính là Hồng Trần Thiên Đế, ngươi có biết Thiên Đế? Đó là thượng giới tiên thần chi chủ, bây giờ ở nhân gian lịch luyện." Hắn thao thao bất tuyệt nói xong, nhiệt tình đến quá phận, có thể hết lần này tới lần khác ôn lễ nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười đều khó mà sinh chán ghét. Thiên đế. Ôn lễ đối Huyền Tông sinh ra hứng thú, thế là theo nghe tiếp, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm, Lục Vĩnh Quân biểu hiện được hết sức ôn hòa, hắn phương thức nói chuyện cũng làm cho người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Không chỉ là bọn hắn, từng cái hướng đi đều có tu sĩ đến đây, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, mới đến đều sẽ có được vọng đạo đệ tử nhiệt tình mời chào. Bất quá vào vọng đạo nhưng không có đơn giản như vậy, mặc dù có vọng đạo đệ tử đề cử, mong muốn nhập đạo, vẫn phải đi qua huyền tông điều tra. Hai sư đồ ngồi tại giữa sườn núi một khỏa dưới cây già, một bên đánh cờ, một bên luận đạo, cho chuyện chính là thiên địa chi đạo, luận chính là quá khứ tương lai. Làm ôn lễ đối vọng đạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú lúc, phương vọng cùng kiếm thánh đang ở côn luân luận đạo. Phương vọng quanh thân hiện ra nhạt nhạt ánh bạc, mà kiếm thánh thì bao quanh kiếm ý tựa như từng thanh từng thanh thật nhỏ kiếm ảnh xoay quanh quanh thân, chợt nhìn, lại như vòi rồng tại quanh thân phun trào. Kiếm là thiên, kiếm là đất, kiếm là vạn vật, kiếm tại đi qua, kiếm tại hiện tại, kiếm trong tương lai, tâm vị trí, kiếm liền tại. Thiên đạo chi đạo, chính là thiên địa chi đạo, thiên địa tức vạn vật, vạn vật tức hết thảy, kiềm chế quá khứ, hiện tại, tương lai, nhảy ra thiên địa bên ngoài, sáng lập chân chính thiên đạo, có thể làm đại đạo. Đột nhiên, hai người dừng lại, phương vọng nhắm mắt lại, trong chốc lát, trên người hắn ánh bạc phóng nại, đếm không hết mảnh ngôi sao nhỏ tô điểm trong đó, một đạo thân ảnh theo bên trong bay ra, cấp tốc biến lớn, rơi sau lưng phương vọng. Kiếm thánh cùng phương vọng ngươi một câu ta một câu nói xong, tựa như đang vấn đáp, vừa giống như là tự quyết định. Kiếm thánh nhìn xem một màn này, lộ ra nụ cười, hắn tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc. Ngay sau đó, lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba thân ảnh từ trên người phương vọng ngân quang trong bay ra, tất cả đều đứng sau lưng hắn thân hình cùng hắn giống như đúc. Trên cây tử linh thấy cảnh này, không khỏi mở lớn miệng rắn, lộ ra 10 điểm chấn kinh. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tiếng bỗng nhiên vang vọng bầu trời, chỉ thấy thiên địa bát phương vọt tới cuồn cuộn lôi vân, đè nén đến cực điểm, kinh đến vô số sinh linh ngẩng đầu. An tĩnh chút. Phương vọng bỗng nhiên mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, trên trời lôi vân cấp tốc tản ra, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Nhưng tối tăm thiên địa lần nữa biến đến sáng ngời, một màn này lệnh tử linh thấy triệt để mắt trợn tròn kiếm thánh nụ cười cũng cứng đờ nhưng chỉ cứng mấy tức thời gian hắn cảm khái nói đã thắng qua thiên uy khó lường phương vọng cũng không có mở mắt tiếp tục ngộ đạo không ngừng có thân ảnh theo ánh bạc bên trong toát ra đứng ở chung quanh hắn thời gian một nén nhang sau đầy khắp núi đồi tất cả đều là phương vọng thân ảnh này chút thân ảnh nổi màu bạc khiến cho người nhì không thấu hình dáng phương xa một chút thiên công giáo tu sĩ vọng đạo tu sĩ cũng bị kinh đến nhưng không người dám tới gần, sợ quấy rầy thiên đạo tu luyện. Đúng lúc này, trên trời lôi vân mới vừa tan đi không lâu, một cổ bá đạo vô song uy áp bao phủ toàn bộ nhân gian. Hừ, người nào dám mạo phạm nhân gian thiên địa? Chúng sinh nghe được thanh âm này, không khỏi là thần tâm rung mạnh, không rét mà run. Kiếm Thánh cũng không khỏi nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như vậy uy áp, mà lại đối phương đã là khóa chặt cô luân. Phương vọng chậm rãi nâng tay phải lên, nhô ra ngón trỏ tay phải hướng phía một cái hướng khác nhất chỉ. Phía sau hắn một đạo thân ảnh thả người vọt lên, hướng phía cái hướng kia bay đi, trong chớp mắt liền tan biến tại bầu trời phần cuối. Người kia là gì cảnh giới? Kiếm thánh nhịn không được hỏi, hắn đối thiên địa chi đạo lý giải rất sâu, nhưng hắn trung quy là nhân gian tiểu tu sĩ, không biết nhân gian toàn bộ cảnh giới. Phương vọng nhắm mắt lại, hồi đáp, đại thánh chi cảnh, mong muốn đoàn tụ chân thân, đến đây đoạt ta khí vận. Đại thánh, kiếm thánh nhíu mày hỏi, hàng long đại thánh, cũng không phải, từ cổ chí kim còn nhiều đại thánh, đại đế, vô luận là ai đã không trọng yếu. Phương vọng đạm mạc hồi đáp, hoàn toàn không có đem đại thánh để vào mắt. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 466. Đại thánh lời vang vọng toàn bộ nhân gian, cái kia bá đạo thánh uy lệnh vô số tu tiên giả lo sợ bất an, cũng lệnh những cái kia ngàn tuổi trở lên lớn có thể vì đó kiêng kỵ. Nhưng mà, thần bí đại thánh chỉ nói một câu nói, hắn uy áp rất nhanh liền tan biến. Về sau cũng không có lại xuất hiện thanh âm của hắn, phảng phất trước đó là nghe nhầm bình thường. Cô Luân Sơn bên trên, Kiếm Thánh chờ đợi rất lâu, vẫn không có đợi đến vị kia đại thánh hiện thân, cái này khiến hắn đối Phương Vọng thực lực càng thêm tò mò. Tại trong sự nhận thức của hắn, đại thánh cùng tiên thần là ngang nhau thực lực tồn tại, Hàng Long đại thánh dù chết, nhưng cũng là chết tại đầy trời tiên thần trong vây công. Thật tình không biết, hắn hiểu biết truyền thuyết là Hàng Long Sơn tận lực điểm tô cho đẹp. Phương Vọng đang đứng ở Ngộ Đạo Thanh Chốt bên trong, từ trên cao nhìn lại, cô Luân Sơn bên trên điểm sáng màu bạc càng ngày càng nhiều, rất có tinh tinh chi hỏa liệu nguyên xu thế. Những cái kia điểm sáng màu bạc tất cả đều là phương vọng phân thân. Một màn này cũng bị vọng đạo, thiên công giáo tu sĩ thấy, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không rõ phương vọng tại luyện cái gì công, có thể cái kia đầy khắp núi đồi thân ảnh thật sự là quá mức hùng vĩ. Những cái kia đều là đạo chủ thân ảnh. Mau nhìn cái hướng kia, còn tại tăng nhiều. Cái này là tiên nhân thủ đoạn sao, Vậy mà có nhiều như vậy phân thân. Nguyên lai like đều là thật, trước đó liền nghe nói vọng đạo, đạo chủ từng dùng phân thân trợ giúp chúng ta thiên công giáo tu sĩ rời núi chuyển quan. Làm những tu sĩ kia còn đang nghị luận lúc, Phương Vọng suy nghĩ đắm chìm trong quy tắc bên trong. Trong những năm này, hắn cảm ngộ thời không, bắt được dấu ở thiên địa chỗ càng sâu thời gian, không gian quy tắc, lĩnh hội ảo diệu trong đó. Này chút phân thân đều là đến từ khác biệt thời gian phân thân, là Phương Vọng tại quá khứ khác biệt thời gian lúc tu luyện dáng người thay đổi nhỏ đến quá khứ mỗi một giây. Dần dần, Phương Vọng bắt đầu đem suy nghĩ lan tràn đến tương lai. Theo thời gian quy tắc lan tràn đến tương lai, bởi vì tương lai còn không ra đời, cho nên dính đến nhân quả quy tắc. Thế gian vạn vật do nhân quả diễn hóa vận mệnh, sinh linh tư duy, bản năng sẽ hội tụ thành từng đầu chuỗi nhân quả, hình thành rắc rối phức tạp vận mệnh lưới. Bất kỳ một cái nào lựa chọn đều có thể sinh ra khác biệt tương lai, cái này cũng dẫn đến tương lai so với quá khứ càng thêm phức tạp phương vọng trong lúc bất tri bất giác bắt đầu thôi diễn tương lai hắn thấy được chính mình vô số loại khả năng ánh mắt của hắn nhìn về phía ngàn năm về sau nhưng dính đến thượng giới tiên thần lúc tương lai hình ảnh liền chật đứt hắn như là đi qua thượng giới phương vọng có chút bất mãn chẳng lẽ mình còn vô pháp tìm hiểu thêm giới nhân quả nghĩ xong hắn sáng tạo ra một tôn phân thân này tôn phân thân do huyền nguyên thần biến chỗ thi triển thoạt nhìn cùng hắn giống như đúc liền khí tức cũng giống nhau phân thân lập tức thi triển tư giao tự tại thiên đi tới thượng giới. Cũng không lâu lắm, phương vọng thôi diễn tương lai, cuối cùng thôi diễn đến tiên thần thân ảnh. Quả nhiên, nhường phân thân tránh tại thượng giới cảm ngộ thượng giới thiên địa quy tắc, liền có thể nhường bản tôn thôi diễn thượng giới nhân quả. Dần dần, đầy khắp núi đồi quá khứ thân ảnh lần lượt đi vào phương vọng trong cơ thể, mà tương lai thân ảnh cũng không có theo ánh bạc bên trong toát ra. Bọn hắn thì hiện thân tại cái kia từng khỏa thật nhỏ sao trời phía trên, phảng phất là do những tinh đó thần thai ngén mà ra tại trong con mắt hắn bắt đầu phản chiếu ra tương lai cảnh tượng, hắn thậm chí thấy được chính mình tọa hóa. Kiếm Thánh chăm chú nhìn Phương Vọng, nhìn xem Phương Vọng quanh thân ánh bạc sao trời, hắn cũng có cảm giác ngộ. Tinh không chi hạ, một mảnh to lớn tinh vân giống như một đầu lòng bàn tay hướng lên trên tay cầm, tinh vân bên trong là từng mảnh từng mảnh vũ trụ, trong đó một phương vũ trụ tinh tộc. Bên trong tọa lạc lấy một tòa cung điện, chung quanh lơ lửng đếm không hết thiên thạch, hình thành một đầu hùng vĩ vòng mang. Trong cung điện, mặt đất như là băng tinh, bốc lên hàn khí, từng sợi trên trụ đá lượn lờ lấy thần bí bốn chân thú, không phân rõ cụ thể là loại nào tùy ý rối tung tóc đen lộ ra cuồng dã. tại chính điện thủ tọa bên trên ngồi một tên nam tử, hắn người mặc rộng rãi áo đen, hiển lộ ra lồng ngực cơ bắp cường kiện, tràn ngập lực lượng cảm giác, hắn chính là tiên đình, tứ đại chiến thần một trong nộ thế thần la. vào đi. nộ thế thần la từ từ mở mắt, trong mắt tựa như hai mảnh luyện ngục, thiêu đốt lên tội ác trì hỏa. nộ thế thần la mở miệng nói, tiếng nói vừa ra trên đại điện xuất hiện một đầu vết nứt không gian ngay sau đó phúc lộc tiên quân theo bên trong bước ra phúc lộc tiên quân cười ha hả nói nộ thế thần la ngươi đã bế quan bốn vạn năm còn đang vì trận chiến kia canh cánh trong lòng nộ thế thần la mặt không biểu tình hỏi chẳng lẽ tiên quân đến đây chính là vì châm chọc ta một câu đại kiếp số đang ở tiếp cận phúc lộc tiên quân lắc đầu nói tự nhiên không phải mà là gần đây ta tính tới tiên đình có kiếp số ngoại trừ nhìn chằm chằm thần đài còn có càng lớn kiếp số. Nộ thế thần la nghe xong, không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tâm thần có chút không tập trung, rất khó nhập định. Hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy, cho nên nghe được phúc lộc tiên quân, trong lòng vừa bay lên tức giận lập tức tan biến. Xin hỏi tiên quân tính tới cái gì, kiếp số ở đâu? Nộ thế thần la hỏi. Phúc lộc tiên quân hồi đáp, không tính được tới, nhưng hẳn là nguồn gốc từ hạ giới, những năm này trí thánh nhân quả lại xuất hiện, hắn muốn chuẩn bị sống lại bất quá kiếp số hẳn là không tại hắn, dù sao hắn cùng tiên đình có quan hệ tốt đẹp, hắn khả năng cũng cảm nhận được mối nguy. Chi thánh phục sinh, nhân gian lại có yêu nghiệt như thế. Nộ thế thần la hứng thú. Ha ha, đừng quên, vị kia cũng ở nhân gian chịu khổ, hắn tại, nhân gian xuất hiện bất kỳ tình huống cũng có thể. Nộ thế thần la cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Phúc lộc tiên quân tiếp tục nói, lang tiêu thánh đế động tác càng lúc càng lớn, hắn cách phản bội tiên đình càng ngày càng gần, Tứ đại chiến thần một khi thiếu một vị, tiên đình đều có thể nghênh đón sập bàn. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta lúc trước nâng lên Tuyệt Đế, không phải châm chọc thần la, mà là bởi vì Tuyệt Đế hiện thân. Tuyệt Đế hiện thân. Nộ Thế thần la đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợt trợn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều tản mát ra cực độ khí tức nguy hiểm. Đại điện vì đó rung động, Phúc Lộc tiên quân đạo bào đều bị lay động, kịch liệt cổ động. Đối mặt nổi giận Nộ Thế thần la, Phúc Lộc tiên quân rất bình tĩnh, hắn mở miệng nói: Tuyệt đế hiện thân có thể cùng kiếp số có quan hệ, năm đó hắn liền từng đi qua nhân gian, đi làm cái gì. Không người biết được, lần này sự xuất hiện của hắn có lẽ có thể để cho chúng ta dò xét đến cái gì. Nộ thế thần la lộ ra nụ cười giữ tợn, nói, tốt tốt tốt, rất tốt, ta sẽ tìm được hắn. Trong những năm này ta một mực tại tu luyện thần thông, tất nhiên có thể ngăn cản hắn diệt tuyệt thần lục. Đúng lúc này, bên cạnh một khối tử ngọc bình chướng bỗng nhiên vỡ vụn, cả kinh nộ thế thần la, phúc lộc tiên quân quay đầu nhìn lại. Phúc Lộc Tiên Quân lập tức bấm ngón tay suy tính, tính trong chốc lát, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Có người siêu thoát. Phúc Lộc Tiên Quân thất thanh kêu lên, nộ thế thần la nghe xong, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn đi theo thôi diễn, có thể cái gì đều không tính được tới. Nộ thế thần la trầm giọng hỏi, là ai? Cửu diện thần la, vẫn là thần đài người. Phúc Lộc Tiên Quân thất hồn lạc phách nói ra, không tính được tới, hắn đang ở kiềm chế chính mình hết thảy nhân quả, quá trình này đang ở ảnh hưởng đại đạo, đã có trăm vạn năm không có từng sinh ra loại tồn tại này. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 467, hàng long đại lục, kiếm thiên trạch. Vô số tu sĩ, yêu quái ngước nhìn phương xa khí thế khoáng đạt côn luân, tại côn luân sơn giữa sườn núi lóng lánh to lớn ánh bạc, chiếu sáng cả đại lục. Cái kia ánh bạc không ngừng mở rộng liên tiếp trời cùng đất, giống như một khỏa to lớn màu bạc thái dương treo ở côn luân giữa sườn núi, rất có che giấu toàn bộ côn luân tư thế càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu quỳ lại yêu quái bắt đầu phủ phục như bái nhân gian chân tiền giữa sườn núi kiếm thánh vẫn như cũ ngồi tại phương vọng đối diện nhìn toàn thân lóng lánh ánh bạc phương vọng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cảm khái cái kia minh mông ánh bạc bay lên tại phương vọng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một khỏa màu bạc thái dương chính là thiên đạo thái dương đếm không hết mảnh ngôi sao nhỏ bay lên dung nhập màu bạc thiên đạo thái dương bên trong mỗi một viên tinh thần thượng đô đứng vững phương vọng tương lai thân đó là tương lai mỗi một giây thân ảnh. Tắm gội tại ánh bạc bên trong, phương vọng khuôn mặt đã bị che đậy, khí tức của hắn đang ở liên tiếp cao thăng, toàn bộ thiên địa thiên địa quy tắc, linh khí vì đó bạo động. Giờ phút này, phương vọng đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ý thức của hắn đi vào một mảnh tối tăm hư không bên trong, nhìn xuống đi, hắn thấy được từng mảnh từng mảnh nhân gian. Những người này ở giữa cũng không phải là đặt ở cùng một cái vị diện, mà là dùng lời nói khó mà hình dung phương thức tồn tại, không liên quan đến nhau nhân gian vượt qua hàng ngàn, mà như là thông qua thời không quy tắc nhìn lại, mỗi một phe nhân gian lại có ngàn tỷ chi nhánh, vô cùng phức tạp, cuồn cuộn đến cực điểm. Dù cho là bây giờ cảnh giới hắn đắm chìm trong đó cũng sẽ thấy đau đầu, bởi vì rất rất nhiều quy tắc sẽ trùng kích thần thức của hắn khiến cho hắn có loại thần hồn điên đảo cảm giác. Hắn cũng không có e ngại, ngược lại càng thêm phấn khởi. Đây mới là đột phá cảm giác. Phương Vọng đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên, hắn nhìn thấy một mảnh xa so với nhân gian bát ngát thế giới nơi đó hết thảy quy tắc đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi còn có so thiên địa quy tắc lực lượng mạnh hơn bao quanh toàn bộ thế giới đại đạo nhảy ra quá khứ hiện tại tương lai siêu thoát ba ngàn quy tắc không nhận nhân quả luân hồi cuốn theo mới là thiên đạo siêu thoát cảnh phương vọng tự lẩm bẩm thiên đạo siêu thoát cảnh năm chữ vừa ra ý thức của hắn thân ảnh bắn ra một vòng sáng chói ánh bạc quét ngang hư không ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở giữa lướt qua phía trên thần bí đại thế giới một đường kéo dài tới Phương Vọng thậm chí cảm nhận được một chút không thấy được thế giới cũng bị hắn thiên đạo chi quang lướt qua. Cả người hắn linh hồn bắt đầu thuế biến, từ nơi sâu xa, do thiên địa quy tắc càng thêm bí ẩn đại đạo lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, trợ hắn thuế biến. Thiên đạo pháp lực tại thuế biến, thân thể tại thuế biến, linh hồn tại thuế biến, liên thân thức của hắn cũng tại thuế biến. Loại biến hóa này thật sự là quá mức mỹ diệu. Thời gian tốc độ cao trôi qua. Thế giới hiện thực càng là nhật nguyệt luân chuyển, dù cho là đêm tối, cô Luân cũng ở vào ban ngày bên trong. Phàm là bị thiên đạo chi quang chiếu dọi vạn vật cũng sẽ không thấy khó chịu, ngược lại tiếp liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, chung nhau tiến bộ. Toàn bộ hàng long đại lục đều lâm vào trong an tĩnh, này loại an tĩnh cũng không đè nén, ngược lại an lành. Giữa thiên địa có linh khí phun trào, giống như tiên vụ lướt qua sơn xuyên đại địa, rất có thôn phệ thiên địa chi khí thế bàng bạc. Phương vọng này vừa đột phá chính là trọn vẹn một tháng. Một tháng sau, cô Luân Sơn bên trên thiên đạo Thái Dương đột nhiên tan biến, toàn bộ đại lục trong nháy mắt ảm đạm xuống nên đón đêm tối kiếm thánh mở mắt nhìn xem bàn cờ đối diện phương vọng thoạt nhì không có biến hóa quá lớn có thể kiếm thánh có thể bé nhạy cảm nhận được hắn khác biệt ta quả nhiên là tam sinh hữu hạnh hắn có thể xác định phương vọng đột phá thành công kiếm thánh giờ khắc này cũng vì phương vọng thấy kiêu ngạo hắn cảm thấy không phải mình lựa chọn phương vọng mà là phương vọng lựa chọn hắn cùng lúc đó tây nhân gian một vùng biển mênh mông bên trong mặt biển kịch liệt cuồn cuộn Mặt biển phần cuối có một đạo cột khí màu đen từ đáy biển bay lên, trung kích bầu trời khiến cho cuồn cuộn lôi vân nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, càng có lôi điện xen lẫn ở trong đó. Một chiếc to lớn đội thuyền tại kinh đào hải lãng bên trong dừng lại, thần bí trận pháp bao vây lấy nó khiến cho nó tại sóng biển bên trong lù lù bất động. Trên thuyền đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, tất cả đều nhìn về phía cái kia thần bí cột khí màu đen. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Yêu ma xuất thế? Không đúng cỗ áp bức này cảm giác không giống như là yêu khí. Thật là minh mông khí tức, chẳng lẽ là có trí bảo sinh ra. Chúng ta thật không rời đi sao. Chờ một chút, thật gặp nguy hiểm, lại trốn cũng không muộn. Trên thuyền các tu sĩ nghị luận ẩm ý, có người xúc động chờ mong, có người khẩn trương bất ổn. Đột nhiên, cột khí màu đen nổ tung, khủng bố sóng gió quét ngang thiên địa bát phương, thủ hộ lấy thuyền lớn trận pháp trong nháy mắt phá toái. Trên thuyền các tu sĩ tất cả đều bị lật tung, càng sâu người ngã vào mãnh liệt trong nước biển. Trên trời lôi vân bị đánh tan, ánh nắng rơi xuống. Một tên bị nước biển xối nam tu sĩ ngẩng đầu, ngay sau đó, hai mắt của hắn trừng lớn, miệng cũng vô ý thức kéo ra, tại hai mắt của hắn bên trong phản chiếu ra một đạo thân ảnh. Một tên ở trần nam tử lơ lửng giữa không trung, trên người vòng quanh nóng rực khí trắng, ướt nhẹp tóc đen cấp tốc sấy khô, đi theo trên không trung phiêu động. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, trong con mắt có thần bí kim luân đang đang xoay tròn nếu như phương vọng ở đây nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn chi thánh chi thánh nhìn phía dưới trên thuyền lớn các tu sĩ liếc mắt sau đó nhìn về phía mình hai tay tự lẩm bẩm cái này cỗ thể phách còn không sai ánh mắt của hắn đi theo nâng lên nhìn ra xa chân trời hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức thiên đạo tại đột phá hắn trong mắt lộ ra vẻ hứng thú tiếp tục lẩm bẩm siêu thoát à làm thật là không tầm thường tạo nghệ đã như vậy cái kia ta liền chờ ngươi đột phá hắn thả người vọt lên, tan biến tại bầu trời phía trên. Côn Luân Từ theo thiên đạo Thái Dương tan biến, đã qua 10 năm, phương vọng vẫn như cũ ngồi, chưa từng mở mắt. Kiếm thánh trong mấy năm nay cũng có đột phá cảnh giới, đợi tại phương vọng bên cạnh tu luyện khiến cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Tu vi mỗi ngày đều có tiến bộ, loại cảm giác này quá mức mỹ diệu, khiến cho hắn không nỡ bỏ đứng dậy rời đi. Đột nhiên, kiếm thánh tựa hồ cảm nhận được cái gì, mở choàng mắt, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa sinh ra một tia biến hóa, có thể cụ thể là biến hóa gì, hắn cũng không rõ ràng. Ngồi đối diện hắn Phương Vọng chậm rãi đứng dậy chờ đứng thẳng thân thể về sau, hắn mới vừa mở mắt. Phương Vọng nâng tay phải lên, ngưng tụ ra thiên cung kích. Thiên cung kích vừa ra, một cỗ khí thế bàng bạc hướng phía kiếm thánh đập vào mặt. Kiếm thánh đã sớm biết Phương Vọng am hiểu nhất không phải kiếm đạo, có thể nhìn thấy thiên cung kích lúc vẫn là trở nên khiếp sợ. Thanh thần binh này không đơn giản. Phương Vọng nhếch miệng lên, cười nói, đa tạ sư phụ những năm này làm bạn, ta đã sáng tạo ra thiên đạo siêu thoát cảnh, vừa vặn có một vị đối thủ đang chờ ta. Thiên đạo siêu thoát. Kiếm Thánh đang muốn hỏi thăm, phương vọng hóa thành một đạo ánh bạc phóng lên tận trời, vô cùng lóa mắt, giờ khắc này, nhân gian các nơi chúng sinh đều có thể thấy chân trời có ánh bạc bay lên, giống như sao băng bay lên không. Siêu thoát. Kiếm Thánh ánh mắt lấp lánh, ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn cờ, trong chốc lát, mỗi một con cờ bên trên đều ngưng tụ ra nhất thanh kiếm ảnh. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 468. Phương vọng một đường đi vào nhân gian thiên ngoại, hư không tối tăm, chỉ có số ít sao trời trong bóng đêm hiển lộ. Hắn xa xa nhìn thấy trí thánh thân ảnh, trí thánh trôi nổi trong bóng đêm, người khoác màu trắng vũ bào, vũ bào cổ động, tóc đen phất phới, toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật huyền diệu khí chất. Trí thánh nhìn về phía phương vọng, cười hỏi, không đến trăm tuổi liền siêu thoát, xem ra ngươi cũng không phải là đến từ hiện tại. Phương vọng bay tới trước mặt hắn, hai người cách xa nhau không đến trăm trượng, trong bóng đêm giằng co. Ngươi có biết ngươi chờ ta đột phá thành công, sẽ làm ngươi hối hận. Phương Vọng mở miệng nói. Tại hắn củng cố tu vi trước, hắn liền cảm nhận được trí thánh khí tức, nhưng trí thánh không có trước tới quấy giày hắn, mà là bay tới thiên ngoại, như thế làm hắn thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước trải qua, khiến cho hắn cảm thấy trí thánh cũng không có vĩ đại như vậy, thậm chí có thể nói tự tư. Trí thánh nhìn như bảo hộ lấy huyền tổ nhân gian, nhưng cũng đem nhân gian chúng sinh chơi đùa trong lòng bàn tay. Chi Thánh bình tĩnh cười nói, nếu là bại, cái kia ta liền có thể bỏ qua này phần chấp niệm, mà ngươi cũng có thể đại biểu phàm nhân đạp thiên, sáng tạo ngươi mong muốn thiên đạo. Phương Vọng nghe xong, tò mò hỏi, chấp niệm, tiên đình không làm gì được ngươi, ngươi có gì chấp niệm? Ta chấp niệm là mặc dù vô địch, lại không cách nào tiến thêm một bước, ta có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa còn có cảnh giới càng cao hơn, càng cao thiên tồn tại nhưng ta nhưng thủy trung vô pháp chạm đến ta lưu tại huyền tổ nhân gian hấp thu nhân gian kéo dài không ngừng khí vận có thể từ đầu đến cuối không có tiến triển chi thánh nói xong nói xong trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối phương vọng truy vấn vì sao là huyền tổ nhân gian chi thánh hồi đáp tự nhiên là huyền tổ tối cường huyền tổ xây dựng nhân gian về sau phi thăng tiên giới tại tiên giới tung hoành vô địch không đến trăm vạn năm liền nhảy ra tiên giới đi tu tiên giả không thể nào biết được địa phương Tiên giới phía trên vẫn tồn tại thế giới khác. phương vọng nghĩ đến chính mình trước đó đột phá lúc chỗ cảm nhận được một phương phương thế giới những đại đạo đó sau lưng tựa hồ thật là có không biết mà thần bí thế giới. tốt chuẩn bị kỹ càng cùng ta đánh một trận sao? trí thánh lời đem phương vọng thu suy nghĩ lại hiện thực chỉ thấy trí thánh đưa tay một cỗ mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tòa thật to như sáng thế thần sơn chuông lớn màu vàng óng chuông thân khắc lấy một phương phương thiên địa mười điểm cẩn thận thậm chí có thể thấy sinh linh chuyển động thân ảnh. Phương vọng từ nơi này tòa màu vàng kim chuông lớn bên trên cảm nhận được rất nhiều quy tắc chi lực, thậm chí có thể nói, cấu thành thiên địa hết thảy quy tắc chi lực đều tại chuông lên. Hắn còn cảm nhận được một cỗ vượt xa thiên địa quy tắc chi lực cao thâm khí tức. Đại đạo lực lượng. Phương vọng cũng không có e ngại, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn giơ tay lên bên trong thiên cung kích, từng khỏa thiên đạo thái dương phủ hiện sau lưng hắn, có tới 18 viên, hình thành một cái hùng vĩ vòng tròn, mà tại cái vòng tròn này ở giữa có một quyển màu đen đồ lục đang ở bày ra, chính là diệt tuyệt thần lục. Nhìn xem diệt tuyệt thần lục, Chi Thánh không khỏi cảm khái nói, tuyệt đế truyền thừa xác thực không đơn giản, chỉ tiếc, ta không thể đánh với hắn một trận, hắn tới đi thần bí, vô pháp bắt. Phương Vọng cười nói, tuyệt đế xác thực cao minh, bất quá tiền bối đối mặt không phải đại đế, mà là ta vị này thiên đạo. Tiếng nói vừa ra, khí thế của hắn tăng vọt, quanh thân bắn ra sáng chói thiên đạo ánh bạc. 18 viên thiên đạo Thái Dương càng là rung động kịch liệt, tuôn ra từng đầu thiên đạo chân hỏa, tựa như bầy rồng bao phủ hướng Chí Thánh. Chí Thánh nhếch miệng lên, sau lưng màu vàng kim chuông lớn vang vọng. Này tiếng chuông vang vọng tất cả mọi người ở giữa, thậm chí kinh động thượng giới tiên đình. Thiên đạo, đây là bản thánh trăm vạn năm đạo hạnh ngưng tụ nhân gian khí vận chung, nếu ngươi có thể chiến thắng nó, ngươi liền có tư cách đi dung chuyển tiên đình, đi thượng giới phiên vân phúc vũ. Chí Thánh thanh âm vang vọng toàn bộ huyền tổ nhân gian, kinh đến vô số sinh linh xôn xao. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện huyễn tượng, phản chiếu ra phương vọng cùng trí thánh dáng người. Một màn này rung động vô số sinh linh không biết có nhiều ít sinh linh đang đang ngước nhìn. Đại biểu cho thánh đạo lực lượng mạnh nhất nhân gian khí vận trung đụng vào phương vọng thiên đạo chân hỏa, hai cỗ lực lượng kinh khủng dung chuyển hư không khiến cho ba ngàn quy tắc chi lực vận vẹo. Hư không bên trong thậm chí xuất hiện phá toái khu vực. Tại cái kia phá toái khu vực chỗ sâu dũng động cửu u khí, quỷ đế hiện thân tại trong bóng tối theo dõi phương vọng cùng trí thánh đại chiến. Oanh, oanh, oanh. Thần thông không ngừng oanh tạc tại cùng một chỗ, phương vọng cùng trí thánh thân ảnh đã tan biến tại mê huyễn hùng vĩ quy tắc loạn tượng bên trong. Phương vọng vung kích quét ngang mà đi, trí thánh dễ dàng tránh thoát, đồng thời trí thánh một cước dẫm ở thiên cung kích lưỡi kích. Phương vọng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ từng gặp phải trầm trọng, trực tiếp ép tới hắn rơi xuống phía dưới, ngã vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Đây là hoàn toàn trắng bệch không gian, một đầu xoắn ốc trường hà lẳng lặng huyền lập lấy hai đầu không nhìn thấy phần cuối phương vọng ngã vào xuống tới muôn vàn nhân gian cảnh tượng vây quanh hắn mặc dù hắn đã đi đến thiên đạo siêu thoát cảnh giới nhưng hắn ở kiếp này cũng mới 80 tuổi ra mặt tự thân thiên đạo pháp lực trồng chất còn chưa đủ mặc dù không đủ nhưng ảnh hưởng không lớn phương vọng đột nhiên dừng lại thân thể chấn động cưỡng ép chấn vỡ này mảnh mê ly không gian đánh sơ xác cái kia tuế nguyệt trường hà hắn ngẩng đầu nhìn lại cao cao tại thượng trí thánh lập tức liền bị hắn kéo vào thập bát tầng a tị địa ngục bên trong ánh mắt lâm vào ngốc trệ bên trong phương vọng tay trái hướng lên trên một túm thi triển đại quy hư trưởng trực tiếp chấn diệt trí thánh chỗ không gian trí thánh trực tiếp hình thần câu diệt nương theo lấy vùng không gian kia hóa thành hư vô vũ trụ phảng phất xuất hiện một lỗ hổng tràn ngập tại hư không linh khí điên cuồng trào lên đi hình thành từng đầu đáng sợ mà hùng vĩ đại dương mênh mông mãnh liệt đến cực điểm phương vọng thả người vọt lên 18 viên thiên đạo thái dương xuất hiện tụ tập sau lưng hắn, diệt tuyệt thần lục càng là vờn quanh tại quanh người hắn, hắn nhắm mắt lại, cả người tản mát ra huyền diệu mà thương mang khí tức. Trong chốc lát, quanh người hắn từng cái hướng đi xuất hiện từng khỏa sáng ngời sao trời, lít nha lít nhít, cấp tốc tăng nhiều. Nhân gian khí vận trung bỗng nhiên đè xuống, chỉ thấy trí thánh xuất hiện tại trung đỉnh, lông tóc không hư hại. Oanh! Nhân gian khí vận trung bị thiên đạo khí thế chống đỡ, chung quanh không gian vũ trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, huyền tổ nhân gian thiên địa khí vận bắt đầu phun trào, bảo hộ thiên địa. Nương theo lấy không gian vũ trụ sụp đổ đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều âm phủ thân ảnh xuất hiện, trải rộng vũ trụ từng cái hướng đi, bọn hắn đều trong bóng đêm rình mò lấy nhân gian, thậm chí còn có thân ảnh quỳ xuống, chiều bái chí thánh. Chí thánh nhìn xuống phía dưới phương vọng, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phương vọng bỗng nhiên biến đến già nua, tóc trắng phơ tùy ý phất phới, làn da cũng trải rộng nếp uốn, có thể một giây sau, Phương Vọng cấp tốc hồi phục, biến đến cùng lúc trước bình thường tuổi trẻ, tràn ngập sinh khí. Phương Vọng giơ tay lên bên trong thiên cung kích, chi thánh sau lưng vũ trụ hư không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đen khu vực, một ngụm to lớn quan tài xuất hiện, giống như hồng hoang hung thú há miệng, cường thế thôn phệ chi thánh. Thông Thiên Đế giám, tầng thứ sáu, Thông Thiên Đế quan. Nay khẩu tản ra vô tận thương mang, tĩnh lặng khí tức quan tài vừa ra, chiếm cứ nhân gian bầu trời huyễn tượng hơn phân nửa khu vực, rung động chúng sinh. Đế mộ đảo bên trong, nằm tại trên vách núi đá lông vàng hầu tử chừng to mắt một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nó tự lẩm bẩm hắn làm sao lại mà lại nó cảm giác phương vọng thông thiên đế dám so với nó mạnh bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên ta còn tập võ làm gì tập 469. làm thông thiên đế quan thôn phệ trí thánh lúc phương vọng tay phải buông ra thiên cung kích đi theo cách không một túm đem nhân gian khí vận trung thu nhập trong lòng bàn tay cầm thiên trưởng tuy là tiểu thần thông có thể trong tay phương vọng uy năng đã siêu việt nhất lưu đại thần thông phía trên thông thiên đế quan run rẩy dữ dội phảng phất có gì có thể sợ đồ vật sắp lao ra thông thiên đế quan khổng lồ biết bao dài đạt tới vạn bên trong chấn động trong hư không quy tắc chi lực phương vọng mở mắt mang thưởng trong tay nhân gian khí vận chung siêu thoát không nên chẳng qua là mệnh số siêu thoát thiên đạo siêu thoát vẫn phải có thuộc về mình đặc thù lực lượng phương vọng tự lẩm bẩm hắn tại cùng mình đối thoại như là lúc trước sáng tạo đại quy hư trưởng bình thường hắn quyết định muốn sáng tạo tân thần thông một loại có khả năng đại biểu thiên đạo siêu thoát lực lượng đại biểu siêu thoát lực lượng vậy thì phải để cho địch nhân vô pháp siêu thoát phương vọng đột nhiên cảm thấy diệt tuyệt thần lục có khả năng biểu tượng lực lượng như vậy hắn lại nghĩ tới hồng huyền đế trục xuất trạng thái trục xuất hồng huyền đế tồn tại chẳng lẽ cũng là siêu thoát cảnh tồn tại bất luận cái gì con đường tu luyện đều có chỗ tương tự đại biểu cho không cùng giai đoạn thường quy tiên đạo tất nhiên cũng có có thể so với thiên đạo siêu thoát tồn tại Phương Vọng còn không có tự đại đến cảm giác mình vô địch. Nếu như có thể diệt đi trong tay nhân gian khí vận chung, vậy hắn coi như triệt để hoàn thành đối thiên đạo siêu thoát cảnh sáng tạo. Oanh! Thông thiên đề quan bỗng nhiên đập tan, một đoàn dòng máu vương vãi xuống, đụng phải thiên đạo chi quang lúc sinh ra nóng bỏng khí diễm, đi theo rơi hướng Phương Vọng. Phương Vọng thân hình thoát một cái, dễ dàng tránh thoát. Này đoàn dòng máu trôi nổi tại cùng Phương Vọng tề cao trên không, cấp tốc ngưng tụ thành trí thánh thân hình. Trí thánh đưa tay, nhìn xem máu me đầm đìa tay phải, cảm thán nói. Thật là bá đạo thần thông, này loại mạnh mẽ nhân quả nguyên rủa hết sức hiếm thấy, hẳn là vị kia hồng huyền đế thần thông đi. Phương vọng không có thấy ngoài ý muốn, chi thánh ở nhân gian khí vận bên trong theo dõi mọi việc trên thế gian, biết được hồng huyền đế cũng rất bình thường. Bất quá nếu chỉ là trình độ như vậy, nghĩ đánh bại ta, vậy cũng không đủ. Chi thánh cười to nói, hắn đi theo dậm chân tiến lên, bước ra một bước, phương vọng chỉ cảm thấy kinh khủng nhân quả lực lượng buông xuống tại chính mình trên thân tan giã chính mình thiên đạo pháp lực cùng thân thể liền linh hồn cũng gặp tàn phá thiên đạo vạn pháp kinh thôi động phương vọng trong cơ thể thiên đạo pháp lực điên cuồng vận chuyển liên đới lấy vô lượng vô cấu đạo cốt cũng tại kích phát lực lượng chống cự trí thánh tiến công lúc này trí thánh bước ra bước thứ hai bước ra một bước phương vọng hết thảy bản mệnh bảo linh ly thể phân tán ở chung quanh phương vọng không khỏi khiêu mi hắn có thể cảm giác được có một cỗ thần bí hấp lực cường đại tại lôi kéo chính mình bản mệnh bảo linh Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chí Thánh bộ pháp tại dần dần tan rã hắn tiến công thủ đoạn, thấy không rõ, giờ không được, 10 điểm quỷ dị. Phương vọng hư lạnh một tiếng, Bảo Linh bỗng nhiên trở về cơ thể, bên cạnh Thiên cung kích bắn ra tốc độ kinh khủng, bỗng nhiên thẳng hướng Chí Thánh. Đông, Nhân gian khí vận trung ngăn trở Thiên cung kích khiến cho Thiên cung kích vô pháp tiến lên. Phương vọng trong lòng bàn tay Nhân gian khí vận trung đi theo tiêu tán. Hắn bẻ bẻ cổ, bước ra một bước, nắm chặt Thiên cung kích thi triển tư do tự tại thiên, mặc qua nhân gian khí vận chung, một bước giết tới chí thánh trước mặt. Hai người lần nữa quyết chiến tại cùng một chỗ, chí thánh thần thông tầng tầng lớp lớp, phần lớn đều không thể dùng mắt trần đi bắt, mặc dù chí thánh thần thông quỷ bí, đi đến thiên đạo siêu thoát cảnh phương vọng cũng có thể dễ dàng ứng đối, hắn thậm chí sẽ tận lực đi cảm thụ chí thánh thần thông. Cùng lúc đó, huyền tổ nhân gian khí vận triệt để bao trùm toàn bộ thiên địa, mà trên bầu trời huyễn tượng cũng đi theo tan biến. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chỉ là bình tĩnh mấy tức thời gian rất nhanh nhân gian các nơi đều sôi trào vô số sinh linh đều tại tò mò vừa rồi giao chiến hai người đến tột cùng là ai những cái kia nhận ra phương vọng dáng người người thì tò mò đối thủ của hắn là ai nhân gian thiên địa càn khôn chân hồn cảnh tồn tại dồn dập bay tới thiên ngoại cách nhân gian khí vận quan sát phương vọng cùng trí thánh đại chiến bọn hắn không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối nín thở ngương thần bọn hắn vô pháp bắt phương vọng cùng trí thánh thân ảnh nhưng nhìn xem vũ trụ hư không không ngừng sụp đổ, cái kia lực tàn phá kinh khủng đủ để khiến bọn hắn sợ hãi. Phương vọng cùng trí thánh tiện tay đánh vỡ không gian vũ trụ đều so toàn bộ huyền tổ nhân gian khổng lồ, tại lực lượng như vậy trước mặt, dù cho là thiên địa càn khôn cũng sẽ cảm giác mình rất nhỏ yếu. Trừ cái đó ra, cái kia từng đạo lập trong bóng đêm cửu u thân ảnh cũng cho nhân gian các tu sĩ không rét mà run, bọn hắn còn tưởng rằng là thiên ngoại tà ma chuẩn bị xâm lấn nhân gian. Nhân gian một mảnh thương hải, Chu Tuyết, Phương Tử Canh, phương hàn vũ đứng tại bờ biển phương tử canh cùng phương hàn vũ còn đang trao đổi phương vọng cùng trí thánh đại chiến mặc dù bầu trời huyễn tượng xuất hiện đến rất ngắn nhưng bọn hắn liếc mắt liền có thể nhận ra chu tuyết thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước thương hải mở miệng nói tốt chuẩn bị đi tiếp xuống xuyên qua có thể chẳng phải dễ chịu phương hàn vũ liền vội vàng hỏi chu tuyết chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu đây chu tuyết cất bước tiến lên hướng đi thương hải cũng không quay đầu lại để lại một câu nói đi mở ra chúng ta kiếp trước kiếp này câu đố, từ nơi sâu xa, đến tột cùng là như thế nào lực lượng chỉ dẫn lấy chúng ta luân hồi. Nghe vậy, Phương Hàn Vũ cùng Phương Tử canh liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù hoang mang, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Tuyết, dù sao Phương vọng đều nói qua để bọn hắn nghe Chu Tuyết. Bọn hắn vội vàng đuổi theo Chu Tuyết bộ pháp, hai chân chà đạp nước biển. Tầng tầng biển mây bên trên, một tòa thật to kim bia đứng sừng sững lấy tại kim bia tiền trạm lấy từng người từng người tiên thần thân ảnh thập bát thần trụ ách phận thiên thần phúc lộc tiên quân cũng tại tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc kim bia bên trên phản chiếu lấy phương vọng cùng trí thánh đại chiến cảnh tượng phương vọng mạnh mẽ làm bọn hắn không thở nổi bọn hắn đều đang nghĩ như thế nào mặt đối phương vọng hắn càng ngày càng thành thạo điêu luyện hắn trong chiến đấu tốc độ cao trưởng thành trí thánh chẳng lẽ đang nhường chỉ bảo hắn tu luyện hẳn không phải là trí thánh nhân gian khí vận chung đều bị đánh tan mấy lần hắn là thật không làm gì được người kia. Hắn thật đến từ nhân gian. Nhân gian làm sao có thể sinh ra mạnh như vậy người, năm đó trí thánh đã từng tại tiên giới tu hành qua à? Tiên thần nhóm nghị luận ẩm ý, bọn hắn đã theo không kỳ phương vọng cùng trí thánh chiến đấu tốc độ, như nhìn lấy những cái kia thần thông ảo diệu. Cùng lực phá hoại, bọn hắn thân lâm kỳ cảnh, chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, không thể ngăn cản. Đại thần trụ chăm chú nhìn kim bia, hắn mở miệng nói, cái này người đã đi đến trong truyền thuyết siêu thoát cảnh. Từ khi Phương Vọng ở Nhân Gian thành tiên, Tiên Đình hết thảy tiên thần đều cảm nhận được một cỗ địch ý. Cỗ này địch ý là Phương Vọng đối tiên đình, thông qua Nhân Gian khí vận truyền đạt cho hết thảy tiên thần. Tiên thần nhóm đều có thể cảm nhận được đến từ Nhân Gian kiếp số, hiện khi kiếp số đã cụ tượng tại bọn hắn trước mắt. Siêu thoát, hết thảy tiên thần nghe được hai chữ này, không khỏi là biến sắc. Phúc Lộc tiên quân chăm chú nhìn Phương Vọng thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, to lớn Kim Bia bắt đầu rung động khiến cho biển mây cũng theo đó kịch liệt cuồn cuộn. Bạn chuẩn bị xem có thể tu tiên, ta còn tập võ làm gì tập 470. Kim bia rung động dẫn tới tiên thần nhóm càng thêm bất ổn, bọn hắn thậm chí cảm nhận được phương vọng cùng trí thánh khí tức cường đại. Hai vị nhân gian trí cường giả chiến đấu lại truyền đến tiên đình. Chỉ là cảm thụ được phương vọng cùng trí thánh khí tức, bọn hắn liền không rét mà run, không cách nào tưởng tượng chân chính đối mặt hai người kia sẽ là như thế nào kinh khủng cảnh tượng một chút đạo hạnh cao thâm tiên thần càng là phát giác được phương vọng cùng trí thánh khí tức đang ở không ngừng tăng lên phương vọng trong chiến đấu củng cố thiên đạo siêu thoát cảnh mà trí thánh vừa phục sinh không đến bao lâu vốn là vô pháp thi triển ra toàn bộ thực lực hai vị trí cường giả chỉ là tăng lên khí thế cũng đủ để rung động chư thiên vạn giới đại thần trụ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn lại không chỉ là hắn mặt khác thần trụ cũng giống như thế ngay sau đó bọn hắn vẻ mặt đột biến vội vàng một chân quỳ xuống hành lễ bái kiến bệ hạ. Thần trụ nhóm chăm miệng một lời nói, cả kinh mặt khác tiên thần dồn dập quay người. Chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện một tấm hơi mờ gương mặt khổng lồ, không cách nào thấy rõ hắn hình dáng, nhưng khuôn mặt đường nét liền tràn ngập cảm giác áp bách khiến cho người nhìn mà sợ. Hết thảy tiên thần hết thảy quỳ xuống, chiều bái này gương mặt khổng lồ. Hắn chính là tiên đình chi chủ, thiên đế. Tiên thần nhóm quỳ lại cũng không có dẫn tới thiên đế chú ý, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn kim bia, không biết đang suy nghĩ cái gì rất lâu thiên đế gương mặt khổng lồ tan biến ở trên vòm trời tiên thần nhóm không khỏi thở dài một hơi liên tục đứng dậy không nghĩ tới liền thiên đế bệ hạ đều bị kinh động dù sao có một phương chính là nhân gian trí thánh đây chính là chúng ta tiên đình không làm gì được tồn tại đó là trước kia thiên đế không làm gì được hắn hiện tại bệ hạ chưa hẳn không được so với trí thánh ta lo lắng hơn thiên đạo hắn đến tục cùng là thần thánh phương nào tiên thần nhóm nghị luận ẩm ĩ cái kia cỗ đến từ nhân gian khói mù lần nữa bao phủ bọn hắn. Phương vọng cùng trí thánh khai chiến sau, huyền tổ nhân gian khí vận bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến cho chúng sinh không nhận thiên ngoại chiến đấu ảnh hưởng, chẳng qua là đại địa sông núi, hải dương thâm thụ ảnh hưởng, các loại thiên tai kéo dài không ngừng, tích xúc trong lòng đất linh khí bàng bạc tuôn ra, đến từ thời đại khác nhau cơ duyên cũng toát ra đại địa. Nhân gian đại tranh chi thế sớm buông xuống. Mỗi năm đi qua, không ngừng có tu sĩ bay lên mà lên, đi tới bầu trời quan sát thiên ngoại đại chiến, cũng không ngừng có tu sĩ hạ xuống, đi tới nhân gian tìm kiếm trợ giúp. Cô Luân kiến thiết còn đang tiếp tục, phương vọng mặc dù tại thiên ngoại chiến đấu, có thể lưu lại phân thân một mực tại trợ giúp cô Luân kiến thiết, không có một tôn phân thân bởi vì thiên đạo pháp lực hao hết mà tiêu tán. Vọng đạo thống nội tình cũng tại tốc độ cao tăng lên, đã trở thành hàng long đại lục đệ nhất đạo thống, thậm chí danh dương thiên hạ. Huyền tông, kiếm tông, thần tông, Phật tông trần áp thiên hạ, khiến cho vọng đạo uy vọng càng ngày càng cao. Thoáng chớp mắt, trăm năm thoáng qua tức thì. Trăm năm qua sau, Tây nhân gian, Đông nhân gian ngăn cách bắt đầu tiêu tán, hai phe đội ngũ ở giữa đả thông. Nhân vật phong vân xuất hiện lớp lớp, quét ngang một nửa khác nhân gian trở thành đương đại thiên kiêu mục tiêu. Đến nỗi thiên đạo phương vọng, cái kia chính là truyền thuyết thần thoại, là vô số tu tiên giả truy đuổi mục tiêu. Nhân gian các đại giáo phái đỉnh tiêm đại năng đều đối phương vọng cực kỳ tôn sùng, cái này khiến phương vọng mạnh mẽ đi sâu thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong lòng. Một ngày này, kiếm thiên trạch, Cố Thiên Hùng đứng ở bên hồ thả câu, tại bên cạnh hắn có mấy danh tu sĩ ngừng chân, chuyện trò vui vẻ. Biết bao thoải mái, mà Cố Thiên Hùng cũng hết sức ưa thích loại cảm giác này, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đột nhiên, Cố Thiên Hùng thoáng nhìn cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử mặc áo tím. Nam tử kia dáng dấp tuấn cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên trong họa người khiến cho người liếc mắt nhìn liền biết thấy kinh diễm. Tại Cố Thiên Hùng cuộc đời thấy người bên trong, chỉ có vọng đạo chủ có thể có này khí chất. Tất nhiên không là phàm nhân. Cô Thiên Hùng đem cần câu đưa cho bên cạnh người, sau đó cất bước hướng Nam Tử mặc áo tím đi đến. Vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, ngươi là lần đầu tiên tới sao? Cô Thiên Hùng cười hỏi. Hắn hiện tại cũng là vọng đạo kiếm tông đệ tử, có được tiến cử tư cách. Tiến cử nhập đạo bản thân liền là thành lập nhân mạch phương thức. Nếu là gặp được Tu Vi không sai người, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nam Tử mặc áo tím gật đầu, nhẹ giọng cười nói: Không sai, mộ danh tới. Đạo hữu có thể là vọng đạo đệ tử đó là tự nhiên nếu như ngươi đối vọng đạo cảm thấy hứng thú ta có khả năng hướng ngươi giới thiệu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào đi nữa cô thiên hùng nhiệt tình nói ra hắn thấy đối phương thái độ không sai nụ cười để cho người ta thấy thân cận không khỏi đối hắn sinh lòng hào cảm trước hiểu đạo chủ đi dù sao nhất giáo chi chủ đại biểu cho giáo phái toàn thể phong mạo tư tưởng của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến giáo chúng nam tử mặc áo tím trầm ngâm nói cô thiên hùng nghiêm mặt nói chúng ta vọng đạo cũng không phải giáo phái mà là đạo, tại vọng đạo không có tôn ti phân chia, dù cho là đạo tông. Cũng không thể nhục nhã đệ tử, chúng ta đều là người trong đồng đạo, là đạo hữu, đây là chúng ta đạo chủ quyết định quy củ. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên phương vọng quyết định lý niệm, nam tử mặc áo tím càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Cô Thiên Hùng tình cảm giạt rào, dần dần hấp dẫn mặt khác đường xa mà đến tu sĩ, bọn hắn đối vọng đạo đồng dạng cảm thấy hứng thú. Một bên khác, thiên ngoại, nguyên bản vũ trụ tâm tối hư không đã biến thành thương mang hỗn độn vũ trụ vũ trụ bày biện ra các loại bản khối thật giống như bị xé nát bình thường tại sâu trong vũ trụ không ngừng có nổ tung xuất hiện im ắng trùng kích như sóng biển nhất trọng tiếp nhất trọng bao phủ toàn bộ vũ trụ phương vọng cùng trí thánh vẫn tại đại chiến bọn hắn đã đại chiến trăm năm chỉ là bọn hắn bản tôn đã dừng lại chẳng qua là thần thông tại tiến hành vô hình va chạm hai người cách xa nhau trăm dặm không gian chung quanh không ngừng phá toái gây dựng lại thỉnh thoảng có hùng vĩ tàn ảnh tiến vào hiện, phảng phất có muôn vàn phân thân tại tốc độ cao chém giết. Phương Vọng nhắm mắt lại, Thiên Linh bảo thể phía dưới áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, thiên cung kích lập ở bên người hắn, Tử Long hồn phách quấn quanh quanh người hắn. Chí Thánh thì nhìn chằm chằm Phương Vọng, sắc mặt nghiêm túc. Nếu là nhìn kỹ lại có thể thấy Chí Thánh chân phải tại nhẹ nhàng rung động, hắn nghĩ nhấc chân, có thể thế nào cũng làm không được. Vẹn vẹn trăm năm, lại mạnh đến trình độ như vậy, thiên đạo siêu thoát đến tột cùng là như thế nào siêu thoát? Trí Thánh nhìn xem Phương Vọng, trong lòng khó hiểu nghĩ đến. Trong những năm này, thực lực của hắn đã khôi phục 89 phần 10, nhưng vô luận hắn thế nào khôi phục, đều đuổi không kịp Phương Vọng thực lực tốc độ tăng lên. Trí Thánh lần thứ nhất có cảm giác run sợ, mà lại là đối một tên hậu bối. Phương Vọng siêu việt hắn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trí Thánh chậm rãi nâng tay phải lên, run rẩy đối hướng Phương Vọng, hắn mở miệng nói, tiếp xuống một trường này đem quyết định ngươi ta thắng bại, ta nhất định phải vận dụng 8 phần 10 tu vi mới có thể thi triển ngươi nếu có thể tiếp được, ta không nữa cản con đường của ngươi, thậm chí truyền cho ngươi thần thông, giúp ngươi một tay. Phương vọng mắt vẫn nhắm như cũ, không động tại trung, phảng phất không có nghe thấy. Một chiêu này, tên là Đại Khô Thiên Thánh Thuật. Nương theo lấy trí thánh tiếng nói vừa ra, toàn bộ hư không biến đến ảm đạm, ba ngàn quy tắc chi lực bắt đầu ngưng tụ. Mê mông linh khí tan thành mây khói, vũ trụ hư không bắt đầu hiện ra màu xám, như có bảng bạc khói xám hướng về phương vọng vọt tới, muốn đem hắn bao phủ phương vọng tóc đen trong nháy mắt biến trắng làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất đúng lúc này hắn mở mắt đó là một đôi mắt bạc trong mắt như là ẩn chứa sáng chói vũ trụ